Cửa hàng Giãn Hưng Audio xin kính chào toàn thể các bác, anh em tiếp tục đến với kênh YouTube của Giãn Hưng. Hiện tại thì bên em đang có hai cặp loa full DMX Bass 25 hàng bãi xịn mang thương hiệu của Itani. Model của dòng này là KX10. Và tiếp tục thì bên em lại có một dòng loa có thể nói là cực kỳ chất lượng và xịn sò để giới thiệu đến anh em. Rất tiếc là số lượng là chỉ có hai cặp thôi. Đấy. Với cái model KX10 này thì các bác để ý trên thị trường thì cũng khá là hiếm, chỉ có một vài đơn vị trước đây họ bán. Tình trạng của hai cặp loa này thì bên em thông báo các bác là zin nguyên bản. Và với cái modem KX10 này thì họ lại thiết kế một cái lớp sơn màu đen. Thường thì các bác để ý là rất nhiều các cái modem DMX khác thì họ lại thiết kế là màu trắng, đa số là màu trắng. Màu đen như thế này thì sẽ được rất nhiều các bác quan tâm, vì chúng ta sử dụng theo năm tháng thì màu đen nó ít bị xuống cấp, đúng không ạ? Nhìn lúc nào nó cũng sạch đẹp. Với cái modem KX10 này thì họ cho ra một cái mẫu loa khá là đẹp, nhìn rất là mốt và nhìn thì có độ chắc chắn cao. Loa này so với nhiều các cái dòng loa khác thì nó có rất nhiều điểm vượt trội. Đấy. Ở đây thì các bác nhìn vào cái thùng này, ngay từ cái thùng họ thiết kế một cái thùng cực kỳ là dày, rất dày, có cảm giác nó dày phải đến tầm gấp rưỡi các cái dòng loa khác. Chính vì thế mà cân nặng của cái dòng loa này thì rất là nặng. Một quả loa này bên em cân nó lên tới 17 cân, tức là một cặp là 34 cân. Loa này thì so với loa full 30 thì cũng nặng gần ngang ngửa, kể cả là từ cái bát. Đấy, cái bát loa bát 25 thôi, nhưng mà từ của nó thì họ thiết kế là từ 17. Từ 17 ngay từ từ cũng đã gần bằng với cái dòng loa full 30. Xương là xương thẳng, xương gang đúc, xương thẳng, xương cũng rất là dày. Và côn của dòng này là côn 65. Anh em nhìn vào mặt trước của cái bát, nhìn rất là xịn sò, đúng không ạ? Các bác để ý thì nó chất lượng ngang với như là những cái dòng loa MUF mà đời cao mà bên em đã từng giới thiệu. Chiếc bát loa này thì họ thiết kế là gân hai sóng, gân lụa thẩm dầu, màng thì cũng khá là sâu, cái phơ thì nhìn độ chi tiết cực kỳ cao. Cái tí vết keo các bác nhìn này, không để lại một cái tí vết ngoe ngoét nào. Đấy, cái bát thì cũng nặng như bát 30. Tem mác, thông số họ ghi đầy đủ. Và loa này thì công suất của nó là 200W các bác nhé, 200W. Modem của chiếc bát là MBK10-200. Tem nhìn rất đẹp, màu xanh. Dòng DMX mà tem màu xanh này thì là nó là một trong những cái modem đời khá là cao các nhá. Modem này là một modem đời cao đấy. Quay về phần thông số của nó. DMX KX10. Công suất của nó là 200W như đã ghi trên chiếc bát. Trở kháng 8 ohm. Giải tần là 59 đến 20kHz. Series mã vạch thì rất là đầy đủ. Hãy các bác xem cái bích hậu loa này, họ thiết kế bằng một cái bích nhôm, bằng kim loại nhôm và sơn màu đỏ, nhìn cũng rất là ấn tượng. Nhìn cái hậu loa cũng đã thấy ấn tượng rồi. Hai tay sách cả trên cả dưới, trên có và dưới có. Nước sơn này là sơn sần nhẵn bóng các bác nhá. Ở đây thì nước sơn này thì cũng là nước sơn còn nguyên bản, bên em chưa hề đụng chạm tuốt tát gì. Đấy. Anh em để ý vào phần bên trong của cái thùng, họ thiết kế gỗ cực kỳ là dày và họ đai rất là kỹ. Bông tiêu âm thì cũng phủ khá là kín. Đấy. Phân tần của dòng này thì họ sử dụng là phân tần tụ Zotac. Nói đến tụ Zotac thì không còn xa lạ với các bác. Phân tần cũng khá là khủng.
Họ đi từ những cái đường dây mối hàn cũng rất là chuyên nghiệp. Ở đây thì rất là chắc chắn các bạn, từ những cái tụ họ đều gắn keo hết, tụ Zotec. Đấy, bông tiêm thì rất là dày, theo năm tháng này các bác nhìn nó đã bị ố, men ố rồi. Cái căng của dòng này thì các nhìn, họ lại bọc cái lớp chắn bụi ra bên ngoài. Cái này thì em đã giới thiệu với các bác là tem này là tem xoay được nhé, anh em có thể là xoay ngang xoay dọc. Cái này thì nó thuận tiện cho các bác là treo loa ngang hay dọc thôi. Đấy, tất cả e căng ở đây thì bên em thông báo cho các bác là e căng là trong tình trạng là nguyên zin. Đấy, không có cái nào bị rách rưới nha. Đa số các cái lô loa về với cửa hàng em thì cũng kể cả từ e căng cũng trong tình trạng là còn khá mới, không bị rách. Với những cái dòng mà e căng mút ở phần đằng trước này, các bác để ý là nó rất hay bị rách. Tình trạng loa thì còn khá là mới. Đấy, các bác nhìn này, tất cả là trong tình trạng là nguyên zin, chưa cái nào đụng chạm sửa chữa gì. Lúc nãy em tháo cái phễu ô chép này ra mà phải cạy mãi mới ra được. Đấy, vì dòng loa này họ sử dụng cho phòng hát thì họ lại treo cái phễu, treo loa nằm ngang, nên là cái phễu kèn này thì họ lại xoay theo kiểu là loa nằm ngang. Các bác mua loa về thì đa số các bác để trên kệ là để đứng, nên bên em đã phải cố gắng tháo cái này ra để xoay dọc. Anh em lưu ý này, về các bác kiểm tra nếu mà chẳng may nó có cái phễu nào mà nó nằm ngang như thế này. Đấy, thì nếu các bác để loa đứng thì các bác phải xoay dọc nó lại. Nhà sản xuất người ta đã mặc định như thế này, chúng ta phải làm theo nhé, để cho cái độ phủ âm thanh nó được rộng hơn. Các bác xoay ngang thì các bác lại phải treo loa ngang. Đấy. Tem mác của cái dòng loa này thì rất là đầy đủ các bác, từ trên củ chép cũng như là củ bát thì tem còn nguyên zin, không cái nào bị mất tem. Đấy, cái bát loa nhìn khá là mới các bạn, khá là mới luôn, nó nằm ở bên trong nên chúng ta nhìn mới, bát rất nặng, một tay bê còn khó. Loa này em nhìn về trên màng bát thì họ đã in cái ngày tháng năm sản xuất này, 17 tháng 10 năm 2012 các nhé. Như vậy là tới 9 năm rồi mà loa gần đẹp như mới. Chúng ta chỉ nhìn bông tiêu âm là nó ngả màu rồi. Côn nhện tất cả mọi thứ còn nguyên zin. Trước mắt các bác thì em đã khui thùng hết cả hai cặp ra đây. Nên là em sẽ cố gắng là quay chi tiết tỉ mỉ. Này, các bác khi muốn sở hữu cái cặp loa này thì không có gì để mà năn tăn nữa nhé. Không may các bác lại cứ hoài nghi hoặc là lại bắt Doãn Hưng này phải gửi hình gửi ảnh. Đây, như thế này thì nó quá chi tiết và cụ thể đúng không ạ? Côn từ đây, các bác cứ nhìn kỹ về cái phần côn nhện cho em. Đây, màng bát đây, màng này trước, cái nào cũng đẹp gần như mới. Này, các bạn. Củ chép này cực kỳ là dày, rất là dày và cầm cũng khá là nặng. Đây, các bác thấy là những cái loa xịn này theo năm tháng chục năm rồi mà những cái chấu loa chấu chép này nhìn như mới vì nó là đồng nguyên chất các bạn. Đấy, ở đây cũng thế. Và trên cái từ bát này thì cũng đều có số lô này, các bác nhìn có số lô này, họ họ bắn họ khắc chữ nha, khắc chữ nên từ cái nào cũng như mới cả. Này các bác nhìn không có cái nào là hiện tượng dập vỡ màng. Đấy, và ở đây thì nó nguyên bản như thế này nên là chúng ta nhìn 10 cái như 10, không có cái nào khác biệt. Phần tần thì rất là chắc chắn, cái này thì không lo vấn đề là nó bị bung phần tần. Củ chép nào cũng thế, tem mác còn đầy đủ. Thùng vách thì nguyên bản các bác nhé. Bên em là chỉ gọi là vệ sinh lau chùi thôi, chứ nước sơn này cũng chưa sơn lại, không sơn lại. Đấy, vì nó là màu đen mà chúng ta sẽ để nguyên như thế này. Các bác theo dõi trong livestream thì đã biết rồi đúng không ạ? Cái loa này loa hàng bãi họ treo trong phòng hát, cho nên là khi tháo dỡ thì nó kèm cả cái giá này.
Nếu như các bác có nhu cầu bên em sẽ gửi kèm cả giá này nhé. Còn nếu không có nhu cầu thì thôi các bạn, không có là nó lại kèm theo cân nặng vào đấy. Như vậy thì tất cả là trong tình trạng là nguyên zin anh em nhé. Về phần chất âm của dòng loa này thì chắc là em cũng không cần phải giới thiệu các bác nữa, vì nhìn một cái dòng loa nó cực kỳ chất lượng, đương nhiên là chất âm nó cho ra sẽ rất là tuyệt vời anh nhé. Ở đây thì có hai cặp thì em đã khui hết ở đây rồi. Mà nếu mà bây giờ mà nắp vào mà mở cho các bác nghe cảm nhận về chất âm thì clip nó sẽ rất dài, nên các bác thông cảm. Các bác muốn đặt hàng thì các bác hãy nhìn số điện thoại ở trên tiêu đề nhá, em sẽ để số điện thoại ở trên tiêu đề để các bác tiện việc liên hệ cho Doãn Hưng. Đấy, em xin thông báo lại là chỉ ưu tiên bác nào nhanh tay đặt hàng và chuyển khoản, tránh tình trạng là nhiều khi các bác chậm thì lại không đến được. Đấy. Các bác để ý thì em làm clip cho nhiều các cái dòng loa khác thì nó lên đường rất là nhanh. Đấy. Cái dòng loa mà CIF CQ10 hôm qua em có 4 cặp là giới thiệu anh em thì hôm nay nó cũng đã lên đường hết rồi, hiện tại là không còn cặp nào. Mà các bác xem clip thấy hữu ích thì anh em đăng ký kênh, chia sẻ kênh để nhận được các video lần sau.